vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu phố 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa. May mắn vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng đã thiêu rụi ngôi nhà của người dân và nhiều tài sản bên trong. Khoảng 15:30 chiều qua, lửa bốc lên ngùn ngụt tại một nhà dân tại khu phố 1, phường An Bình. Khoảng 5 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của phường có mặt dập lửa nhưng bất thành do cháy quá lớn. Nhận tin báo cháy, công an thành phố Biên Hòa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hơn 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút thì vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định vụ cháy không có thương vong về người nhưng đã thiêu rụi căn nhà và nhiều tài sản bên trong. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra xác minh.